Hey yo, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến một trò chơi mới nha. Đó chính là Kena Bride of the Spirit. Nào, let's go, bắt đầu thôi. Những chiếc mặt nạ bằng gỗ được chạm khắc để tôn vinh những người đã chết, được đặt trong các đền thờ linh thiêng. Những chiếc mặt nạ này dần trở thành cát bụi tượng trưng cho chuyến hành trình bình yên của linh hồn vào kiếp sau. Không phải tất cả các linh hồn đều có thể di chuyển những con đường này một mình, vật lộn với những bi kịch của họ trong quá khứ. Họ lạc lối và trở nên tàn bạo, nhưng bậc thầy được kêu gọi để giúp đỡ kẻ lạc lối được gọi là kẻ dẫn dắt linh hồn. Ok. Game này đồ họa nhìn dễ thương dã man ấy. Đây là Kena à? Nhìn đồ họa như kiểu đang xem phim ấy. À, nhấn LB để sung. LB à? À, LB đây đúng không? À, LB sung này. Ui. Dạo quanh xem đồ họa tí. Wow, nhìn đẹp thật ấy. Giờ đi đâu nhỉ? Đây à? Thắp sáng lên. Đây có gì này? Linh hồn à? Như kiểu đây đang dẫn lối mình đi ấy. Ra một chỗ rộng thế. Đây lắm linh hồn thế. Bơi à? Bơi đâu đây? Đứng ở đây à? Đứng ở đây làm gì ta? Ui, có cái cách nào để zoom vào cái nhân vật thì xem như thế nào không? Nhìn đẹp dã man. Game kiểu chiêu chiêu nhẹ nhàng ấy. Xoa, nhìn quay 360 độ này, đẹp dã man. Chiêu, mở cổng. À, B, ấn B để nhào lộn à? Gì đây? Sao lắm linh hồn này. Sao ngươi lại đến đây? Tôi cảm thấy sự đau khổ ở đây, linh hồn. Anh cần giúp tôi không? Ngươi chẳng biết gì về đau khổ cả. Đây là nhà của ta, làng của ta. Quay về đi, kẻ giữ dắt linh hồn. À, mình là kẻ giữ dắt linh hồn à? RB để đánh, RT để đánh mạnh. À, ok. Ui, dễ thế. Ui. À, B để né. Ai à? Đang mải học nút. Trời ơi. Đánh này. Ai à. Game dễ. Hồi xong sao nữa nhỉ? Sao nữa ta? Đến đây à? À. Wow. Đẹp thế.
Thế thì bên này phải có cái nữa nhỉ? Có một cái thôi à? À đây 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 đây. Yo. Bây giờ là mở cổng đúng không? Đẹp thế. Đi ra giữa để mở cổng. Đây cổng, đây cổng, đây cổng, đây. Sung phét này. Đi thôi. Sô, sô, sô. Nhảy, nhảy. Sô. Ui. Gì này? Nấc thang lên thiên đường à? Nấc thang lên thiên đường à? Đi thôi. Wow. Đẹp thế nhở. Ui. Đẹp thế. Đẹp dã man. Chua. Game đẹp dữ ta. Đây có gì không? Gì đây? Gì vậy? Không có gì à? Lửa. Thế mà cái Barbie để tương tác. Này có gì không? Này chả có gì cả. Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Ô, hai đứa nhỏ này. Chạy đâu đây? Cute thế. Uầy. Game kiểu cute dã man. Nó đi đâu rồi nhỉ? Ồ, cái gì đây? Ôi, nghe nhạc. Nghe nhạc kiểu dễ chịu thế. Thoải mái. Ui. Đáng yêu ạ. Hay thế. Chào hai em. Ô kìa, sao lại chạy? Mới chào thôi mà đã làm gì đâu. Chưa làm gì đã chạy rồi. LB để sung tinh linh. Tinh linh nào? Có tinh linh à? Tinh linh nào nhỉ? À đây à? Ê ê ê ê. À, đây là tinh linh à? Nhìn giống hạt đỗ đen thế. Trông đen xì. Như hạt đỗ đen vậy. Ui cute thế nhỉ? Hi. Hi. Ui. Trông mắt nó chớp kìa. It's alright. It's alright. What happened here though? What happened here? Sướng, 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 sướng. Ô. Tay kia nè, có cái gì nè? Đi đến đây à? Tìm kiếm thêm tinh linh trong khu vực. À. Nhấn A để nhảy, nhấn A trên không để nhảy đúp. À.
Ok. Ui, nghe nhạc chill dã man. Cái gì đấy? Đâu 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 đâu, cái gì đấy? Cô ta nào? Gì đây? À, tinh linh, tinh linh. Tinh linh, tinh linh. Con này to hơn này. To hơn lại đen hơn nữa. Đã tìm thấy tinh linh 1/5. Sẽ lạc vào giữa khu rừng nào thế này không biết. Ui, đẹp thế nhỉ. Này có gì à? À, ui, trông kiểu kỳ vĩ dã man. Ui, đẹp nha. Game nhẹ nhàng dễ thương. Ô, lại tinh linh này. Hai tinh linh to rồi đấy. Let's go. Đi tiếp thôi. Ú da. Thế thì bên này còn đúng không? Ồ, đây là đâu ấy? À, đây cái xuống chỗ vừa nãy xuống mình định nhảy lên nhưng không được. Cái gì đây? Lại tinh linh nữa à? Ồ, ba đứa rồi. Ui, ô, vào trong này có gì này? À, phải thu thập đủ cơ. Mình chưa đủ tinh linh. Ê, hai đứa nhóc này, Ủa. Ô, hoàng gì đây? Ô, lại tinh linh à? Ồ, bốn đứa rồi. Trên này có gì nữa không? Ồ, như đây một đứa nữa đúng không? Ờ, đúng rồi. Xoay. Đủ 5 đứa. 5 anh em xung nhân. Ấn vuông phải để tương tác với tinh linh. Y để hát xì hơi. Tinh linh bây giờ có thể hiểu. Tinh linh đã trưởng thành và bây giờ hành động tinh linh đã có sẵn. Nhấn X để gửi tinh linh đến các đối tượng trong môi trường. Thu thập tinh linh để tăng cấp và đạt được nhiều hành động tinh linh hơn. À, nhảy thử xem nào. Ô, nhảy đây à? Ê, nhảy này. Trông đáng yêu phết nhỉ. Hôn thử cái nữa nào. Ui, hôn kìa. trái tim. Ờ, rồi. Giờ như phải ra đánh cái chỗ mà khu rừng đỏ đỏ kia hồi nãy thì phải đúng không? Đây. À, xoay. Đẹp thế nhỉ. Giờ đi tiếp à.
Đừng nói nhảy đến đây nhá. Nhảy đây thật. Ở đây có gì à? Cao thế. À, lên được, lên được. Đi qua cầu à? Xuê. Đây có gì? Chả có gì cả. Nhấn A tiến lên. À, tiến lên là nhảy. À, ok. Thế giờ lên kiểu gì? À, ok ok. Uầy, nghe chừng là phải đánh nhau chỗ này sao ấy nhỉ? Thấy cái đỏ đỏ kia kìa. Thế thì phải xuống đây rồi. Ồ, đánh nhau thật. Rose sợ hãi và đã đi trốn. Tấn công kẻ thù để tăng lòng dũng cảm. Trong giao tranh hãy dùng can đảm để thực hiện các hành động của tinh linh. Giọt lòng dũng cảm có thể xuất hiện trên thế giới. Thu thập giọt dũng cảm với xung là B hoặc chạm vào để tăng dòng cảm xúc nhanh hơn. Oh. Tinh linh có thể phá hủy vùng chết hoặc trói kẻ thù. Nhấn X để nhanh chóng gửi tinh linh bằng đối tượng môi trường. Ok. Giữ LT và nhắm ấn X để cho kẻ thù. Ok. Thanh tẩy. Ủa không tới à? À đây 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 đây. Lên tiếp đúng không? Xa. Sao hai đứa bé kia cứ thoát ẩn thoát hiện thế nhỉ? Đây có gì này? Tinh linh có thể di chuyển các đối tượng nhất định trong môi trường. Nhấn X để tinh linh nâng một đối tượng. Nói cho tinh linh biết nơi để đi bằng cách nhấn. Ồ, ok. Sử dụng tinh linh. À. À đây 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 đây. Lên đây à? Đúng lên đây không ta? Ừ chắc đúng đấy. Ok. Nào. Rồi. Gì đây? Kim cương à? Trong này có gì không? Đường lên thôi, chả có gì cả. Can you pick that up? Dựng tượng à? Bên này có gì? Chẳng có gì cả.
sang bên kia. Trong này có gì không? Cái gì để mở này? Sao bên kia? Đừng nói lại lên đây đánh nhau nhé. Ồ đúng thật. Hãy để tôi giúp anh. Tôi có thể chữa lành những linh hồn này và khôi phục lại sự cân bằng trong khu rừng. Ta biết lòng tốt của người. Người cảm nhận được sức mạnh chảy qua vùng đất, nhưng người không thể hiểu hết về nó. You do not fully understand it. Ui. Ô kìa. Chết chóc và suy đồi là tất cả những gì còn lại ở đây. Nghe kiểu tận thế vậy. Ui trời, tức. This land can be healed, but you cannot stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. Ngươi là kẻ không thuộc về đây này. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi người của mình. Ui. Mạnh dữ chưa? Ai à? Đánh nhau à? LB. Nhấn vào giữ LB để tầm chắn. Ai à? Ai à? Ai à? Ai à? Ai à, hiểu. Ai à. Ai. Mày. Tí chết. Sợ. Ê lại tinh linh này. Ui, ba con liền. Ui nhiều thế. Thế nhưng có tất cả là 8 con to với 1 con nhỏ nhỏ từ đầu. Nhìn kìa Saya. Chúng thích điều đó. Chị là Kenna. Hai lần là trên con rừng vậy. Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. Trông giống người Hobbit thế. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. À. Hey, what are you doing here? Thế là mấy cái đỏ kia là chất độc à? I'm searching for the sacred mountain shrine. Đền núi thiêng. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, nếu chị muốn đến núi thiêng, trước tiên chị phải giúp một việc. Giúp việc gì? Our brother Taro was trapped. Anh trai của bọn em Taro bị mắc kẹt sâu trong rừng. Bọn em cần chị giúp anh ấy. Great idea, Saya. That'll be ý hay đấy, Saya. Nó sẽ dễ dàng chị ấy. Chị có thể là. Help us free Taro and we'll take you to the mountain. Giúp bọn em giải cứu Taro, bọn em sẽ được đến. À, tức là giải cứu anh trai của bọn này tên là Taro thì mình sẽ được bọn này dẫn đến đường núi thiêng à? Okay. Come on, our village is this way.
Ok. Ồ, 8-15 con rồi. Ồ, thế thì nhiều lắm nhỉ. 8 con nhìn đã nhiều rồi. Ui, đẹp thế. Đẹp dã man. Ồ, bây giờ bắt đầu vào game hay sao ấy nhỉ. Ui, nhìn đẹp thế nhỉ. Nhấn để truy cập bản đồ của bạn. Bản đồ đâu? À đây 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 đây. Bản đồ đây. Ui, bản đồ này rộng lắm. Ai, cái núi mình đang nhìn đây, cái núi cái thẳng hướng mình đang nhìn đây. À, cái chỗ vàng vàng này là Taro à? À. Đây, mình đang đứng ở đây. Ôi, mình mới đi được có tí này. Mình mới đi được ở đây ra đến đây. Đi được có tí. Eo ơi, rộng dã man. Nâng cấp này là cái gì? Cái này chiêu à? Ồ. À. Phải yêu cầu thêm Kama. Kama, phải có Kama thì mới nâng được. Ok, đi thôi. Nhạc đâu rồi ấy nhỉ? Sao không thấy tí nhạc nào nữa nhỉ? Ui, nhìn xa xa kìa, đẹp không? Đẹp dã man. Ui, mình đang vào con làng nào đây? Gì này? Ngôi làng này bị chất độc xâm chiếm hết rồi à? Hình như là phải đánh cái này thì phải. Ba cái cơ. Ok, một cái. Ô. Ai à. Mẹ. Ô, mày đang mải. Đang mải định sử dụng tinh linh. Hai cái. Đây cái nữa. Chiu. Xoạt. Giờ phá thêm cái này nữa là xong đúng không? Đâu ấy nhỉ? Đây 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 đây. Xoạt. Đẹp ngay. Nhìn con làng xanh hẳn. Xem cũng được khám phá. Xoay, đẹp thế. Tạo Kame bằng cách đánh bại kẻ thù, suy đồi, khôi phục môi trường và tìm trái cây tinh linh của bạn ăn. À, tức là có 3 cách để tạo ra Kame đúng không? Tạo bằng cách đánh bại kẻ thù, suy đồi này, khôi phục môi trường này, tức là phá mấy cái cục tròn tròn vừa xong đấy. Còn đánh bại kia là đánh mấy cái thằng nó nhảy ra nó đánh mình ấy. Còn tìm trái cây là tìm trái cây cho bọn này ăn à? À ok ok. Từ bảng chọn nâng cấp, sử dụng Kame để mở khóa các kỹ năng mới. Kenna có thể cải thiện kỹ năng của bản thân để và truyền khả năng của mình với tinh linh để tạo ra các đợt tấn công mạnh mẽ hơn. Ok ok ok. Giờ thì chưa đủ tinh linh đâu.
Gì này? À, bản đồ. Đây là cái tele ấy. Đây là cái gì? Trong này là cái gì? Ui, bị khóa rồi. Trong này có gì không? À, quả. À, quả cho bọn này ăn. À, bọn này ăn thì mình sẽ được Kama đúng không? Ừ đúng. Chính xác là như vậy. Ui, trên này có đường gì này? Ây à. À, phải mở khóa, không chủ động vào cái này mình sẽ bị trừ máu đó. À, con dương gì này? Kim cương. Gì đây? Cỏ ba lá, mũ tên linh mới có sẵn. À, mũ à? Cái này đẹp này. Mua luôn đi. Tinh linh vàng này. Trang phục. Ôi. Ôi biết thế không mua cái kia để mua cái trang phục xong. Có lần nào đánh thì chắc nó ra kim cương tiếp đi mà. Ok. Vào trong này có gì không? Gì vậy? À, hết rồi à? Không còn gì à? Gì đây? À, tinh linh. Chín đứa rồi. Từ cái chỗ này vẫn chưa vào được. Hai đứa trẻ đứa này làm gì ta? Is Taro this way? Taro hướng này à? Màn chắn đã chặn mất lối đi rồi. Có thể Zazuro sẽ giúp được đấy. Anh ta thường ở đền thờ mặt nạ. Chị biết điều đó khi chị nhìn thấy cây thần. Thế giờ phải đi gặp thằng kia đúng không? Gì đây? Nón. Trong này có gì không ta? Chiu. Có gì không? À, đây. Đây. À kìa. Ông già nào đấy? Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy.
But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. Taro. I'm not surprised that Benny and Benny, Benny và Saya. They are clever children and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. À, cha của Kena cũng là một người dẫn dắt linh hồn. But he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. Mặt nạ của Taro. It is bound to his spirit. And will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Chăm sóc cho Benny và Saya, số phận của anh trai chung sẽ khó để mà nó hiểu. Mặt nạ Taro. Ok. Nhấn vuông trái để áp mặt nạ linh hồn. Nhìn qua mặt nạ để tìm đường, mở rào cản tinh linh và tiết lộ các mục tiêu quan trọng. Mặt nạ linh hồn rất hữu ích với việc tìm kiếm tinh linh ở trong thế giới. À, đeo vào là nhìn thấy này. Đây có gì này, tròn tròn này. Dấu chân này của ai đấy? Đừng nói dấu chân này là dấu chân của mình nhá. Còn gì nữa không? Sử dụng mặt nạ của Taro để mở màn chắn linh hồn. Chạm vào đường, chạm vào rừng. Benny và Saya biết con đường này. Ok. Còn gì đâu? Đây là sinh vật nhỏ với nhọn. Ta phát hiện ra sức mạnh to lớn bên trong chúng. Ok. Tìm cần nhập kinh nghiệm càng tốt, xây dựng số lượng của chúng, nâng cao khả năng của chính con. Ok. Có rất nhiều màn chắn linh hồn chạy khắp cửa làng. Mặt nạ của Taro sẽ mở một số con đường, nhưng cô sẽ phải tìm các phẩm đẹp mới để mở con đường khác. Ok. Còn thấy không? Này, quay trở lại rồi. Ok. Sử dụng mặt nạ này xem nào. Đây này, chỗ này có cái gì này? Cười nhá. Trong này có cái gì? Đây đúng không? Trong này đúng không? Đâu ấy nhỉ? À đây 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 đây. Rất gần, rất gần, rất gần thôi. Ủa? Có gì vậy? Đây này. Ngay chỗ này luôn. Ngoài tường à? À, nó chỉ ra đây chứ còn. Rồi, mở cửa cái cổng có cái gì đâu. Ok, đi coi. Từ từ xem trên này có gì không đã. Không có gì à?
À đây có. Kim cương. Ô, hai đứa nhóc kia đâu rồi? Lại đánh nhau rồi. Thuốc có thể thay tẩy tất cả bộ hoa đặc biệt để phục hồi cho Kena. Người tinh linh mà bạn nên chú một cách ngoài cho tranh Kena có thể tự động hồi phục. Ok. Gì vậy? Phải đánh mạnh thì con này nó mới phá cái đấy à? Hồi máu. Ok, bình tĩnh. À, chưa sử dụng được. Để cho bọn kia nó nghỉ đã. Ây à. À, đi vào trong này bị giảm máu. Còn cái bên này nữa. Cái này đúng không? Xoay. Thanh tẩy ngay. Cây gì này? Nhìn kìa Kena. Nước mắt rừng tạm thời khôi phục tiên linh về hình dạng ban đầu, sử dụng để di chuyển đám mây. Ở dạng này tinh linh có thể tấn công kẻ thù, phá hủy các rào cản và xóa bỏ suy đồi. À. Whoa, look what happened to the rod. He's so cute. Look at him go. Does he know any tricks, Kena? Ủa, phá cái này kiểu gì? À. 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 Hay. Bên trên này cũng có này. Nhưng mà di chuyển cái này khó lắm. Đứng từ đây sử dụng được luôn không? Đây. Ồ, trong này còn quần nữa. Over here, Kena. There's something in the ground. Có cái gì đó dưới đất. Phải kéo từ ngoài kia vào đây ạ. À, đây. There must be something nearby. Look. There must be something nearby. Phải có một cái gì đó ở đây, hãy nhìn xung quanh xem. Ok.
Cái này à? Không phải. À đây 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 đây. Go get it. Làm gì vậy? À, hình như để cái này tưới cho cái kia đúng không? Ok. Ok hả? Đâu rồi? Trời đất ơi là trời. Đây, bê đến đây. Ngồi thả xuống. Hey, the little rock guys did it. They made another one. Oh. Xong sao nữa? Lại dùng tiếp cái này à? Sử dụng tinh linh này. Xong để phá cái này đúng không? À. Cái này xong để làm gì? À, nhận kim cương. Đây, cho ra đây này. Đập đi. Không hết à? Rồi. Còn trên này nữa. Rồi. Đâu ấy nhỉ? Cái kia đâu ấy nhỉ? Đây, 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 bên này, bên này. Qua không nhìn thấy. Bên này. Rồi. Rồi. Trong này có gì à? Hết rồi. Trong này thì nhảy lên thế sao đấy. Từ thế thì ngoài kia mình phải mở được. Mình phải ấy mấy chỗ chứ nhỉ. Cái chỗ mình đi vào đâu ấy nhỉ. Chỗ mình đi vào là chỗ nào ta? Đây à? Ủa đóng rồi. Ui. Đây đây quay lại được. Tiếng gì ấy nhỉ? Đây, kéo xuống đây. X này. Xuống dưới làng sẽ có phá cái gì không? Ô kìa, mất rồi. Hình như phá cái này đúng không? Ồ. Ok kìa.
Thầy điều khiển cái này khó thế. Ôi. Đúng chưa? Giờ tương tác cái này à? Đâu tương tác đâu? Kim cương, kim cương. Thế làm sao mở được cái mấy cái này ta? Phải có cách gì đó để mở mấy cái này chứ. Ui giật thế. Máy yếu giật quá. Ui. Ôi kìa. Ồ giờ đây chết luôn à. À. Giờ đây là bị oảng đấy. Làm sao để phá được mấy cái này ta? Chuyện này có gì không? Kim cương. Cái con đường này nhỉ? Ô vào cái gì ta? Hay là không vào được? Lạ nhỉ? Thôi đi tiếp. Ok kìa. Ui. Để nó trèo đến đây nhá. Trèo đi, trèo đi. À phải đi xuống đây thì phải. À. Sao lại thế bên kia? À. Đi đâu nữa đây? Chuẩn bị lại đánh nhau rồi. Đánh trước lấy lợi thế. Ây à. Ây à. Ây à. Ây
Ê à. Bố léo nhỉ. Ây à, to thế. Ây à. Ây à. Ây à. Chết đi. Ủa tôi đánh cái bao giờ vậy? Xong. Sử dụng thích liên tiếp à? Phá cái này đúng không? Cây gì đây? Ui cây to thế. Ui cây to thế. Phá cái cửa đằng sau. Thôi 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 thôi. À đây một tinh linh nữa này. Mười tinh linh rồi. Trẻ vướng thế. Trong này có, trong này có. Vẫn chưa hết. Hết chưa? Ồ. Nơ à? Còn gì đâu? Hết rồi. Thế chỗ hai đứa trẻ cái sao nói cái gì nhá. Nói đi. Did you see what she did to that monster? I told you she could help us. Ok. Great work, Kina. Làm tốt lắm. Chúng ta đang đến rất gần. Did you see what she did to that monster? Great work, Kina. Rồi. Đây đúng không? Đi tiếp lối này đúng không? Từ xem bản đồ cái nào. Ôi. Vẫn chưa đến chỗ Taro nữa. Ôi. Ôi, tối thế. Ui. Gì đây? Ui. Đi theo cái kia. Ui. Gì đây? Gì đây? Đâu rồi? Kìa. Ui. Đen xì này.
Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. À, hình như chỗ này là giải cứu Taro, Taro đúng không? Gì nữa? Sử dụng mặt nạ. Ồ. À, Taro đây à? Xong chưa? Ui, ui, ui. Gì này? Gì vậy? Taro đâu? What happened? What chuyện gì xảy ra vậy? Chị đã thấy gì khi nào nè Taro? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find three relics to help him remember. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Ui, nhà cao thế. Nhà cao vậy. Có lẽ là tập 1 mình sẽ khép lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Ok, bye bye.